Thú vị, trong cái video này Ngọc xin chia sẻ những cái thông tin liên quan đến cái tấm chắc 1.400. Hiện giờ những ai đã nhận được tiền rồi, Ngọc xin chúc mừng quý vị. Và cũng có một số anh chị em báo với Ngọc là nhận tiền rồi nhưng mà tiền nó lại không có xài được. Ngày hôm qua thì Ngọc cũng đã chia sẻ cái lý do rồi, thì hiện giờ có một số anh chị báo với Ngọc là cái Get My Payment nó bị báo lỗi Not available hoặc là need more information vân vân, thì Ngọc sẽ chia sẻ những cái thông tin liên quan những cái vấn đề này. Và đặc biệt là những cô chú lãnh tiền hưu, tiền già, tiền bệnh SSI, SSA, SSDI, VA hoặc RRB, tất cả những cái chương trình này khi nào được lãnh tiền và tiền sẽ được gửi như thế nào. Ngọc sẽ chia sẻ trong cái video này. Tất cả những cái điều Ngọc chia sẻ trong cái video này đều dựa vào những cái thông tin chính thức từ bên phía sở thuế người ta thông báo, chứ Ngọc không có tự ý suy nghĩ và trả lời cho quý vị như quý vị. Thì bây giờ Ngọc mời quý vị theo dõi hết cái video này để chúng ta có thể cập nhật những cái thông tin nếu như quý vị đang chờ đợi cái tấm chắc 1.400 này. Thì bây giờ nếu như mà quý vị thấy nó pending thì Ngọc nghĩ là khoảng ngày 17 tây tháng 3, bởi vì họ đã thông báo rồi. Ngày 17 tây tháng 3 là cái ngày mà bên sở thuế họ chính thức là gửi những cái tấm chắc này đi. Tại vì nhiều khi người ta gửi sớm là gửi từ ngày 12 rồi, 11 ký, 12 người ta gửi ra, nhưng mà người ta không có release cái payment, nó vẫn còn cái pending nha quý vị nha. Thì hiện giờ Ngọc thấy cái tờ báo The Hill á, người ta chia sẻ hai cái ngân hàng lớn, đó là ngân hàng Wells Fargo và ngân hàng Chase. Hai cái ngân hàng này người ta đang chờ đợi đến ngày thứ tư người ta mới process những cái tấm chắc 1.400 này. Cho nên quý vị dù muốn hay không thì quý vị cũng phải đợi đến ngày 17 tây tháng 3, tức là ngày thứ tư đó quý vị. Hôm nay là tối chủ nhật rồi thì cũng sớm thôi quý vị ha. Thì bây giờ á, nếu như quý vị vẫn chưa nhận được cái số tiền này và thấy bạn bè, đồng nghiệp của mình, người thân của mình nhận được hết rồi thì mình cũng hơi nóng ruột đúng không? Thì mình có thể vào cái Get My Payment này để kiểm tra cái status của cái tấm chắc 1.400 này như thế nào. Thì khi mà quý vị vào cái Get My Payment này á, thì nó chỉ thông báo cho quý vị cái tình trạng của cái tấm chắc đợt 3 thôi. Còn đợt 1, đợt 2 quý vị muốn kiểm tra thử nó đi đâu về đâu, nó người ta có cho mình xin lại những cái số tiền này thôi không á, thì quý vị phải vào cái đường link này và quý vị tạo cho mình một cái tài khoản. Khi mà tạo cái tài khoản như thế này á thì quý vị sẽ thấy những cái thông tin về hồ sơ thuế của mình có thể get cái transcript cái hồ sơ thuế của mình, và mình sẽ thấy được cái tấm chắc đợt 1, đợt 2 nó tình trạng nó như thế nào quý vị nha. Mình phải tạo tài khoản với sở thuế, còn nếu quý vị đã có tài khoản rồi thì quý vị cứ đăng nhập bình thường. Rồi bây giờ khi mà quý vị vào cái trang Get My Payment này và quý vị thấy rằng là cái số tiền đã được gửi đi và người ta gửi đi bằng direct deposit thì người ta sẽ nói là gửi vào cái số tài khoản ngân hàng là có những cái số cuối là như thế nào nha. Hoặc là người ta sẽ báo lỗi. Thì hai cái lỗi thông dụng nhất là payment status not available và need more information. Thì đợt này nó hơi khác với đợt trước một chút xíu. Khác vì sao thì Ngọc xin chia sẻ như thế này. Nếu như mà quý vị thấy cái lỗi nó báo là payment status not available thì có 3 lý do nó có thể xảy ra. Lý do thứ nhất là mình không đủ điều kiện để lãnh tấm chắc. Thì hiện giờ adult dependents phụ thuộc vào hồ sơ thuế của người khác vẫn đủ điều kiện nha quý vị. Nếu như quý vị không có số social thì quý vị không đủ điều kiện. Thì đợt này á người ta giới hạn cái income rất là nhiều, cho nên là những ai mà income trên 80.000 hoặc là trên 160.000 khai thế chung hoặc là trên 120.000 single mom, single dad, head of household thì không có được tiền. Cho nên là cái điều kiện nó dễ hơn nhưng mà cái income nó giới hạn, cho nên quý vị coi thử mình có đủ điều kiện hay không. Nếu như mà người chủ hộ không đủ điều kiện thì những người còn lại cũng không đủ điều kiện luôn. Lý do thứ hai là người ta không có đủ những cái thông tin trong cái hệ thống của sở thuế để mà có thể quyết định là gửi tiền cho bạn như thế nào.
Có thể là người ta không có đầy đủ cái thông tin về cái tài khoản ngân hàng của mình, hoặc có thể là cái địa chỉ của mình nó bị lỗi, nó sao đó, người ta không gửi được cho quý vị. Thứ ba nữa là người ta chưa có giải quyết hồ sơ đến tên của quý vị. Vậy thôi nha quý vị, đó là ba cái lý do. Thì làm sao? Mình phải chờ 24 tiếng đồng hồ sau để mình vào lại. Ví dụ như sáng hôm nay 8 giờ sáng, quý vị vào cái Get My Payment, đúng không? Thì quý vị đừng có, nếu như mà nó chưa có cập nhật cái gì hết, thì quý vị đừng có vào lại nhiều lần trong ngày. Quý vị phải đợi 8 giờ sáng ngày mai để quý vị có thể vào lại cái trang Get My Payment, tức là cách 24 tiếng đồng hồ người ta mới cập nhật cho mình. Thường là người ta sẽ cập nhật overnight nha quý vị nha. Cho nên là Ngọc nghĩ là mình nên bình tĩnh quý vị nha. Không có gì hết, nếu như mà tiền nó về chậm 1-2 ngày thì cũng không sao. Còn nếu như mà quý vị đang muốn có những cái khoản trợ giúp để mình trả tiền nhà này nọ thì quý vị có thể gọi số 211. Số 211 là quý vị có thể là coi thử cái khoản hỗ trợ thực phẩm là như thế nào, rồi hỗ trợ tiền nhà là như thế nào. Quý vị cần giúp, thật sự là ở Mỹ á, người ta giúp rất là nhiều quý vị. Mình không có sợ đói, trước tiên là không sợ đói. Nếu như mà thật sự mình đang bị chuẩn bị đuổi ra nhà hay những cái trường hợp khó khăn thì người ta sẽ hỗ trợ cho quý vị những cái khoản tiền để mình trả tiền nhà, nếu như mà mình đầy đủ chứng cứ, những cái giấy tờ. Thì bây giờ một cái trường hợp nữa nó có thể xảy ra, đó là need more information. Khi mà quý vị vào cái trang Get My Payment thì người ta lại báo cho mình là need more information. Thì cái đợt này nó khác với những cái đợt trước. Khi mà nó hiện ra cái dòng chữ need more information thì các bạn sẽ được người ta coi thử là những cái thông tin mà quý vị cần phải cung cấp cho người ta. Ví dụ như là cái routing number hoặc là cái account number của mình nó không có khớp, thì quý vị bây giờ quý vị phải kiểm tra lại cái bank account của mình, routing number, cái số routing cũng như là cái số account. Prepaid debit card thì nếu như mà các bạn sử dụng cái thẻ debit card thì các bạn phải đảm bảo rằng những cái thẻ này là có thể bỏ tiền vào được. Rồi bây giờ nếu như mà quý vị có những cái ví dụ những cái thẻ khác, hay là thay vì cái bank account thì quý vị có những cái khác đủ người ta chuyển tiền vào, thì những cái này có cập nhật hay không? Đó, để người ta chuyển vào mà cái tài khoản của mình nó bị lỗi, nó bị đóng băng hay là nó bị khó gì gì đó, thì người ta sẽ gửi cái số tiền này ngược về bên sở thuế, và bên sở thuế người ta sẽ gửi về cho mình qua cái địa chỉ nhà của mình. Mà quý vị thay đổi địa chỉ nhà, quý vị dời đi chỗ khác, quý vị mua chỗ khác nữa thì sở thuế sẽ rất là khó để mà có thể chuyển tiền cho bạn nha. Cho nên là nếu như mà những ai hiện giờ sai cái số banking information, muốn đổi những cái thông tin về banking á, thì hiện giờ người ta nói á là nếu như giống như là lúc nãy Ngọc giải thích á, gửi về tài khoản ngân hàng của cái bạn mà vì những cái lý do gì đó ngân hàng của quý vị không có nhận tiền để gửi về cho mình, thì người ta sẽ gửi ngược về sở thuế, rồi sở thuế gửi cho bạn qua cái đường bưu điện nha. Còn nếu như mà quý vị thay đổi địa chỉ nữa thì quý vị phải dùng cái USPS mail forwarding để quý vị nhờ bên USPS người ta gửi những cái lá thư này về cái địa chỉ mới cho mình. Trường hợp mà cô chú không có khai thuế và cô chú lãnh tiền hưu, tiền nhà, tiền bệnh, SSI, SSA, tiền ORB hoặc VA vân vân, thì mặc dù là cô chú không khai thuế đúng không, không có những cái thông tin với sở thuế, nhưng mà cô chú có cái thông tin và có cái thẻ Direct Express Card đúng không? Thì bên sở thuế người ta sẽ phối hợp với bên sở an sinh xã hội, người ta gửi cho mình bằng cái cách là gửi tiền vào thẳng. Quý vị lãnh tiền hưu, tiền bệnh, tiền già như thế nào thì quý vị sẽ lãnh cái tiền 1.400 này như thế đó nha quý vị nha. Rồi bây giờ nếu như mà mình không khai thuế thì sao? Nếu như mà quý vị rơi vào cái trường hợp non-filers, mình không có đủ điều kiện để mình khai thuế, thì quý vị phải nên biết rằng là hiện giờ
Nếu như mà đợt 1 á, quý vị điền cái non-filer rồi thì người ta sẽ dựa vào cái thông tin này để người ta gửi cho mình. Và quý vị có thể vào cái trang Get My Payment để kiểm tra thử là tiền nó đã gửi về chưa hoặc là nó sẽ gửi về như thế nào quý vị nha. Không khai thuế vẫn có thể vào Get My Payment để kiểm tra xem thử cái tấm check của mình có được hay không và nó đang như thế nào quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Rất mong quý vị ủng hộ kênh của Ngọc để Ngọc có động lực để làm tốt hơn những cái video tiếp theo. Thì thật sự là những cái ngày như thế này thì Ngọc rất là bận rộn nhưng mà Ngọc cũng cố gắng để Ngọc làm video cho quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo quý vị nha. Bye bye now.